Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Đình Nhung cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lược thuật các thiên chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Một linh mục Uruguay gần giành được chiến thắng trong vụ tranh tài đầu bếp nhờ món tráng miệng mà Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị ưa thích. Chính thống giáo Ukraine quyết định cử hành lễ Giáng sinh cùng ngày với giáo hội công giáo. Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha, chúng ta hãy đến hang đá Bethlehem để thờ lạy con Thiên Chúa làm người. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Một linh mục Uruguay gần giành được chiến thắng trong vụ tranh tài đầu bếp nhờ món tráng miệng mà Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị ưa thích. Cha Juan Andrés Verde đã lọt vào vòng chung kết của cuộc thi đầu bếp nổi tiếng sau khi đánh bại nhiều thí sinh tài giỏi. Trong vòng chung kết vào ngày 10 tháng 12 năm 2021, Ngài đã hoàn tất một bữa ăn 3 món tuyệt vời. Ngài quyết định làm món tráng miệng mà Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị yêu thích được mang tên là Papan Milifiliu. Tiếng Ba Lan là Papieska Kremovka, rất nổi tiếng. Cha Verde thừa nhận món tráng miệng là điểm yếu của tôi, nhưng Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cứu tôi. Sau đó, Ngài cũng thêm rằng Ngài muốn chuẩn bị món tráng miệng cho Đức Thánh Cha Francisco vào một ngày nào đó. Mặc dù không đạt được giải trong cuộc thi, nhưng Cha Verde đã trở thành một người chiến thắng vì có thể truyền đạt niềm tin vào Chúa qua niềm đam mê nấu nướng của mình. Ngài nói với Aletheia, tôi muốn truyền tải một thông điệp trong từng món. Món đầu tiên là Vitentone, một món ăn Giáng sinh truyền thống trong vùng, có một tầm quan trọng trong các gia đình vào dịp Giáng sinh. Tiếp đến là món thịt nấu với trái vải, Polenta. Tôi muốn nhắc nhớ một món ăn truyền thống trong bất kỳ gia đình nào. Với món tráng miệng, cha muốn bày tỏ lòng kính trọng đối với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, người đã đi khắp thế giới để truyền giáo. Tôi nghĩ tôi cũng đã làm một việc truyền giáo qua cuộc thi này. Thật vậy, động lực của Ngài khi tham gia cuộc thi này là quyên tiền để giúp đỡ những người nghèo ở khu Central Kenya của thủ đô Montevideo của Uruguay. Mặc dù không giành chiến thắng trong cuộc thi, nhưng Ngài đã công khai lý do tham gia của mình và Ngài nghiễm nhiên trở thành một nhà tài trợ đã thu được một số tiền tương đương số tiền mà Ngài nhận được nếu Ngài trúng giải cuộc thi. Sau cuộc thi, Ngài đã nhận được sự chào đón của người từ các khu phố. Ngài đã chia sẻ, tôi muốn nói với mọi người rằng cuộc sống rất đáng quý. Xin Chúa ban phước dồi dào cho tất cả các bạn và chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi đạt đến đích. Ngay cả trước khi tham gia giải nấu ăn, cha Verde đã được biết đến trên các phương tiện truyền thông quốc tế. Trước khi vào trường dòng, Ngài đã chơi bóng bầu dục cho đội bóng bầu dục trẻ quốc gia Uruguay trong các cuộc thi thế giới ở Ireland và Nhật Bản. Việc Ngài xuất gia đi tu vào năm 2017 đã gây xôn xao dư luận và Ngài từng có hàng chục nghìn người hâm mộ theo dõi Facebook của mình. Chính thống giáo Ukraine quyết định cử hành lễ Giáng sinh cùng ngày với giáo hội công giáo. Cho đến nay, tất cả các tín hữu chính thống tại Ukraine cử hành lễ Giáng sinh vào ngày 7 tháng Giêng, theo lịch Juliano, giống như tại Nga, Belarus, Bulgaria, Serbia và Macedonia. Nhưng Đức Tổng Giám mục Epiphanix, giáo chủ chính thống Ukraine độc lập, quyết định cử hành lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 theo lịch Gregorio, giống như Công giáo Latin và một số giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương. Lịch cũ do Hoàng đế Giuliano của Đế quốc Roma thiết định năm 46 trước Chúa Cứu Thế sinh ra. Nhưng tính đến năm 1582, lịch này bị chậm mất 10 ngày, nên năm 1582, Đức Giáo Hoàng Gregorio XIII quyết định thay đổi lịch,
sau ngày 4 tháng 10 năm 1582 trở thành ngày 14 tháng 10 cùng năm 1582. Lịch đó được toàn thế giới sử dụng. Người Nga đã thiết lập Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow 7 năm trước khi đổi lịch vừa nói và nhấn mạnh rằng luật cũ Giuliano là một trong những phương thức để phân biệt với các Kitô hữu Tây phương mà họ cho là rối đạo. Theo Đức Tổng Giám mục Epiphanix, sự duy trì lịch Giuliano là một sai lầm cần sửa chữa. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Radio Svoboda, Đức Tổng Giám mục giải thích rằng: "Tôi nghĩ rằng khoảng 10 năm nữa, người ta sẽ thành công trong việc đưa những ngày tháng trở lại bình thường. Chúng ta hãy xem làm thế nào chúng ta có thể thực hiện sự chuyển tiếp này. Để được vậy, cần có hoạt động thông tin sâu rộng. Vấn đề thay đổi ngày cử hành lễ Giáng sinh có nguy cơ càng kích thích thêm những xung đột giữa các tín hữu chính thống Ukraine với chính thống Nga, vì nhất là những ngày lễ phụng vụ theo truyền thống là nguồn mạch sinh ra những hiểu lầm và thiếu cảm thông giữa các tín hữu Kitô ngay từ thời thượng cổ. Trước đây, tại Ukraine có đến 3 giáo hội chính thống giáo. Nhóm đông nhất là nhóm chính thống giáo Nga trực thuộc Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa. Nhóm thứ hai là chính thống giáo Ukraine và nhóm thứ ba là chính thống giáo Ukraine tự trị, với đa số là các vị chính thống giáo Ukraine trở về từ hải ngoại sau khi Cộng sản sụp đổ. Hai nhóm sau đã chấp nhận thống nhất trong giáo hội chính thống tân lập. Nhóm chính thống trực thuộc Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa vẫn còn đang lưỡng lự. Các cuộc thăm dò cho thấy cuối cùng hầu hết các tín hữu chính thống Ukraine sẽ gia nhập vào giáo hội chính thống tân lập. Mặc dù vậy, nhóm chính thống trực thuộc Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa vẫn còn nhiều ảnh hưởng. Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha: chúng ta hãy đến hang đá Bethlehem để thờ lạy Con Thiên Chúa làm người. Lúc 9 giờ sáng thứ Tư, ngày 22 tháng 12 năm 2021, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung khoảng 3.000 tín hữu hành hương tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục ở nội thành Vatican. Đây là buổi tiếp kiến chung thứ 40 tính từ đầu năm nay. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá khai mạc, mọi người nghe đọc đoạn tin mừng theo Thánh Luca, kể lại việc thiên thần loan báo cho những người chăn chiên rằng Chúa Cứu Thế đã sinh ra. Khi ấy thiên thần nói với các mục tử: các ông đừng sợ, này tôi loan báo cho các ông một tin vui lớn cho cả dân tộc. Hôm nay, nơi thành của vua David đã sinh ra cho các ông một vị cứu thế là Chúa Kitô. Đây là dấu chỉ đối với các ông. Các ông sẽ tìm thấy một hài nhi bọc trong tã, đặt trong máng cỏ. Trong huấn từ tiếp đó, Đức Thánh Cha đã tạm gác lại loạt bài giáo lý về Thánh Giuse để trình bày ý nghĩa lễ Giáng sinh. Mở đầu, Đức Thánh Cha nói: cari fratelli e sorelle, buongiorno. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay, chỉ vài ngày trước lễ Giáng sinh, tôi muốn cùng anh chị em nhớ lại sự kiện lịch sử không thể không kể đến: sự ra đời của Chúa Giê-xu. Để tuân hành sắc lệnh của Hoàng đế Caesar Augustus, ra lệnh cho các ngài phải về nơi xuất xứ của mình để đăng ký, Thánh Giuse và Đức Maria đã từ Nazareth xuống Bethlehem. Ngay khi đến nơi, các ngài lập tức tìm chỗ ở vì thời điểm Đức Maria sinh con sắp diễn ra. Thật không may, họ đã không tìm thấy bất cứ điều gì. Vì vậy, Đức Maria buộc phải sinh con trong một chuồng bò. Anh chị em hãy nghĩ xem, Đấng tạo ra vũ trụ, người không được ban cho một nơi để sinh ra. Có lẽ đây là một dự ứng về những gì Thánh Sử Gioan sẽ nói: người đã đến nhà riêng của mình, nhưng dân riêng của người không đón nhận người. Và những gì chính Chúa Giê-xu sẽ nói: cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có nơi để đặt đầu. Chính một thiên thần đã thông báo về sự ra đời của Chúa Giê-xu và Ngài đã làm như vậy với một số người chăn chiên thấp hèn. Và chính một ngôi sao đã chỉ đường cho các đạo sĩ đến Bethlehem. Thiên thần là sứ giả của Thiên Chúa. Ngôi sao nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa đã tạo ra ánh sáng và hài nhi là ánh sáng thế gian. Nhưng chính người đã định nghĩa là ánh sáng tích thực soi sáng cho mọi người, soi sáng trong bóng tối, và bóng tối không khuất phục được.
các người chăn chiên nhân cách hóa những người nghèo của Israel, những người thấp hèn sống mà ý thức rõ các thiếu thốn của chính mình. Chính vì lý do này, họ tín thác vào Thiên Chúa hơn những người khác. Họ là những người đầu tiên được thấy con Thiên Chúa là người, và cuộc gặp gỡ này đã thay đổi họ sâu xa. Tin mừng ghi nhận rằng họ trở về tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa về tất cả những gì họ đã nghe và đã thấy. Các đạo sĩ cũng ở bên cạnh Chúa Giê-xu mới sinh. Các sách tin mừng không cho chúng ta biết những vị vua này là ai, cũng không cho biết có bao nhiêu vị, cũng như tên của các vị là gì. Điều duy nhất chúng ta biết chắc chắn là các vị đến từ một quốc gia xa xôi ở phương Đông, có lẽ từ Babylonia hoặc Ả Rập hoặc Ba Tư thời đó. Các vị bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm vua của người Do Thái, người mà các vị đồng nhất hóa với Thiên Chúa trong lòng các vị, bởi vì các vị nói các vị muốn tôn thờ người. Các đạo sĩ đại diện cho các dân tộc ngoại giáo, đặc biệt là tất cả những người đã tìm kiếm Thiên Chúa qua các thời đại và những người bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm người. Họ cũng đại diện cho những người giàu có và quyền thế, nhưng chỉ những người không làm nô lệ cho của cải, những người không bị sở hữu bởi những thứ họ tin rằng họ sở hữu. Thông điệp của các sách tin mừng rất rõ ràng. Sự ra đời của Chúa Giê-xu là một sự kiện phổ quát liên quan đến toàn thể nhân loại. Anh chị em thân mến, khiêm nhường là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa. Đồng thời, nhất là vì nó dẫn chúng ta đến với người, nên sự khiêm nhường cũng dẫn chúng ta đến những điều cốt yếu của cuộc sống, đến ý nghĩa chân thật nhất của nó, đến lý do đáng tin cậy nhất để giải thích tại sao cuộc sống thực sự đáng sống. Chỉ có sự khiêm tốn mới mở ra cho chúng ta kinh nghiệm sự thật, niềm vui đích thực, biết điều gì quan trọng. Nếu không có sự khiêm nhường, chúng ta bị cắt đứt. Chúng ta bị cắt đứt khỏi sự hiểu biết về Thiên Chúa và sự hiểu biết về chính mình. Khiêm tốn là cần thiết để hiểu bản thân mình, và càng như thế để hiểu rõ Thiên Chúa. Các đạo sĩ thậm chí có thể vĩ đại theo luận lý của thế giới, nhưng họ tự cho mình là thấp hèn, khiêm tốn, và chính vì điều này mà họ đã thành công trong việc tìm thấy Chúa Giê-xu và nhận ra người. Họ chấp nhận sự khiêm tốn của việc tìm kiếm, bắt đầu một cuộc hành trình, lên tiếng hỏi, chấp nhận rủi ro, phạm sai lầm. Mỗi người, trong sâu thẳm trái tim mình, được mời gọi tìm kiếm Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều có sự bồn chồn đó. Công việc của chúng ta không phải để loại bỏ sự bồn chồn đó, nhưng để cho nó phát triển, bởi vì chính sự bồn chồn đó tìm kiếm Thiên Chúa. Và với ân sủng của chính người, có thể tìm thấy người. Chúng ta có thể biến lời cầu nguyện này của Thánh Anselm thành của riêng chúng ta. Lạy Chúa, xin dạy con tìm kiếm Chúa và tỏ Chúa ra cho con khi con tìm kiếm. Bởi vì con không thể tìm kiếm Chúa nếu Chúa không dạy con cách thức và cũng không tìm thấy Chúa trừ khi Chúa tự mặc khải Chúa ra. Xin Chúa cho con tìm kiếm Chúa trong sự khao khát Chúa. Xin cho con khao khát Chúa trong việc tìm kiếm Chúa. Xin cho con tìm thấy Chúa trong tình yêu Chúa. Xin cho con yêu Chúa trong việc tìm thấy Chúa. Anh chị em thân mến, tôi muốn mời anh chị em nam nữ đến chuồng bò Bethlehem để tôn thờ con Thiên Chúa làm người. Xin cho mỗi người chúng ta đến gần máng cỏ trong nhà của chúng ta, hoặc trong nhà thờ, hoặc ở một nơi khác, và cố gắng thực hiện một hành động tôn thờ bên trong. Con Thiên Chúa là Thiên Chúa. Em bé này là Thiên Chúa. Xin ban cho con ơn khiêm tốn để hiểu biết. Khi đến gần và cầu nguyện bên máng cỏ, tôi muốn đặt người nghèo ở hàng ghế đầu, những người mà như Thánh Phaolô Đệ Lục đã từng khuyến khích. Chúng ta phải yêu mến vì một cách nào đó. Họ là bí tích của Chúa Kitô. Trong họ, trong người đói, người khát, người lưu đày, người trần truồng, người bệnh, tù nhân, người muốn được đồng nhất hóa một cách huyền bí. Chúng ta phải giúp đỡ họ, cùng đau khổ với họ, và cũng theo chân họ vì nghèo khó là con đường an toàn nhất để chiếm hữu nước Thiên Chúa một cách sung mãn. Vì lý do này, chúng ta phải cầu xin ơn khiêm nhường. Lạy Chúa, để con đừng kiêu căng, con đừng lấy mình làm đủ, con đừng tin rằng con là trung tâm của vũ trụ. Xin Chúa làm cho con khiêm tốn, xin Chúa ban ơn khiêm nhường cho con, và với sự khiêm nhường này, xin cho con tìm thấy Chúa.
Đó là cách duy nhất. Không có sự khiêm nhường, chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy Thiên Chúa. Chúng ta sẽ chỉ tìm thấy chính mình. Lý do là người không khiêm tốn, không có chân trời phía trước họ. Họ chỉ có một tấm gương để soi mình. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đập vỡ tấm gương này để chúng ta có thể nhìn xa hơn tới chân trời nơi người đang ngự. Nhưng người cần phải làm điều này, ban cho chúng ta ân sủng và niềm vui của đức khiêm nhường để đi con đường này. Vậy thì, thưa anh chị em, giống như ngôi sao đã làm với các đạo sĩ, tôi muốn đồng hành đến Bethlehem với tất cả những ai không có lòng bồn chồn tôn giáo, những người không đặt câu hỏi về Thiên Chúa hoặc những người thậm chí có thể chống lại tôn giáo. Tất cả những ai bị nhận diện không thích đáng là những người vô thần. Tôi muốn nhắc lại với họ thông điệp của Công đồng Vatican II. Giáo hội chủ trương rằng việc nhìn nhận Thiên Chúa không hề thù địch với phẩm giá của con người, vì phẩm giá này được bắt nguồn và hoàn thiện trong Thiên Chúa. Trên hết, giáo hội biết rằng sứ điệp của mình hòa hợp với những khao khát thầm kín nhất của trái tim con người. Chúng ta hãy trở về nhà với bài hát của Thiên Thần. Hòa bình trên trái đất cho những ai người hài lòng. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng tình yêu hệ ở điều này. Không phải vì chúng ta yêu Thiên Chúa nên người yêu chúng ta. Người yêu chúng ta trước, người đã tìm kiếm chúng ta. Chúng ta đừng quên điều này. Đó là lý do để chúng ta vui mừng. Chúng ta được yêu thương, chúng ta được tìm kiếm. Chúa tìm kiếm chúng ta để thấy chúng ta, để yêu chúng ta nhiều hơn. Đây là lý do của niềm vui. Biết rằng chúng ta được yêu thương mà không cần bất cứ công trạng gì. Chúng ta luôn được Thiên Chúa yêu thương trước hết, với một tình yêu cụ thể, đến nỗi người đã mặc lấy xác phàm và đến sống giữa chúng ta. Trong hài nhi mà chúng ta thấy trong đó, trong máng cỏ. Tình yêu này có một cái tên và một khuôn mặt. Chúa Giê-xu là tên và khuôn mặt của tình yêu. Đây là nền tảng của niềm vui của chúng ta. Anh chị em thân mến, tôi xin kính chúc anh chị em một mùa Giáng sinh hân hoan, hạnh phúc và thánh thiện. Và tôi muốn rằng, vâng, có những lời chúc tốt lành, những cuộc đoàn tụ gia đình, điều này luôn rất tươi đẹp. Nhưng ước mong cũng nên ý thức rằng, Chúa đến vì tôi. Mọi người hãy nói điều này, Chúa đến vì tôi. Cần ý thức rằng, muốn tìm kiếm Thiên Chúa, muốn gặp Thiên Chúa, muốn chấp nhận Thiên Chúa, thì cần phải khiêm nhường. Khiêm nhường tìm kiếm ơn đập gãy tấm gương phù phiếm, kiêu căng, ngắm nhìn mình. Ngắm nhìn Chúa Giê-xu, nhìn về phía chân trời, nhìn Thiên Chúa đấng đến với chúng ta và đứng chạm đến trái tim chúng ta với sự bồn chồn mang hy vọng đến cho chúng ta. Chúc anh chị em một lễ Giáng sinh vui vẻ và thánh thiện. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.